Bản tin sáng 8 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết, không có ca mắc COVID-19. Đến nay, trên 55.000 người Việt Nam đã tiêm vaccine COVID-19. Bộ Y tế cũng đã phân bổ vaccine COVID-19 lần 2 và yêu cầu phải tiêm xong trước 15 tháng 5. Tính đến 6 giờ ngày 8 tháng 4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Việt Nam hiện ghi nhận tổng cộng 2.659 bệnh nhân. Có 1.603 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Số người cách ly 36.682, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 516, cách ly tập trung tại cơ sở khác 20.351, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 15.815. Tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi 2.429 bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, số âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 17 ca, lần 2 11 ca, lần 3 22 ca, số ca tử vong 35 ca. Tính đến 16 giờ ngày 7 tháng 4, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố cho 55.151 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương. Trong ngày 7 tháng 4, có 1.198 người được tiêm vaccine tại 5 tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội 176 người, Bắc Ninh 144 người, Thành phố Hồ Chí Minh 749 người, Bà Rịa Vũng Tàu 69 người và Gia Lai 60 người.